điểm đầu tiên thuộc về các tay vợt đến từ Đài Loan Trung Quốc sau quả đập cầu không qua lưới của Hardianto. Thêm một điểm nữa cho đội LIAO Kuan Hao và Lưu Chi Pin. Cú đập cầu rất mạnh của Hardianto. Điểm số được cơ bằng 2-2, rất nhanh chóng. Và bây giờ thì đội vận viên của Malaysia Hardianto và Haryanto đã vượt lên dẫn 3-2. 3-2. Ngoài điểm cho đội vận động viên của Đài Loan Trung Quốc 4-3. Thêm một điểm nữa cho đội không như vậy là vừa rồi thì LIAO Kuan Hao và Lu Chipin đã không thể ghi thêm điểm khi mà LIAO Kuan Hao có một pha đánh cầu không qua lưới. Điểm số được cơ bản 4-4. Cú đập cầu rất mạnh của Lu Chipin vào ngay khoảng trống giữa hai tay vợt Indonesia. Điểm cho đội vận động viên Đài Loan Trung Quốc 5-4. Điểm số đã được cơ bản rất nhanh. Và đến cầu không qua lưới của LIAO Kuan Hao. Các tay vợt của Indonesia vừa rồi đã tập trung tấn công vào vị trí của Lu Chipin và họ đã ghi thêm một điểm nữa. Cầu ngoài đổi giao cầu về cho đội LIAO Kuan Hao và Lu Chipin. Lúc này thì ưu thế đang bắt đầu thuộc về hai tay vợt Hardianto và Haryanto của Indonesia. Tình huống tấn công tên lửa rất nhanh của Haryanto. Cú cắt cầu, cú cúp cầu của anh đã trúng vào người của Lu Chipin. Và đánh cầu hơi vội của Haryanto và anh đã thực hiện cú đánh trúng một cảnh vật, cầu đi ra ngoài. Điểm cho đội LIAO Kuan Hao và Lu Chipin 7-9.
7 sau tình huống đánh cầu ra ngoài vừa rồi của Luchipin. Pha đánh cầu ra ngoài của Lưu Quang Hào, 11-7. Câu ngoài, thêm một điểm nữa cho hai thầy vợ Indonesia. Các thầy vợ Indonesia đang có những pha phập tấn công rất tốt. Họ đang liên tục có những tình huống dồn cầu vào một vị trí của hai tay vợt người Đài Loan Trung Quốc, rồi sau đó thực hiện những cú đập cầu mang tính quyết định. Vừa rồi thì Luchipin đã đánh cầu ra ngoài, 14-7. Giao cầu lỗi, đổi giao cầu về cho đội Liu Quan Hao và Luchipin. Đánh cầu không qua lưới của Hardianto, 9-14. Và trả cầu không thành công. Thêm một điểm nữa cho hai thầy vợt Đài Loan Trung Quốc, 10-14. Đập cầu không thành công của Hardianto, 11-14. Cầu tốt. Không, như vậy là vừa rồi thì trọng tài biên đã xác định cầu rơi ra ngoài sân. Ngay sau đó thì Hardianto đã đánh cầu không qua lưới, 12-15. Hai bên vẫn đang so kè với nhau rất quyết liệt. Thêm một điểm nữa cho đội vận động viên Đài Loan Trung Quốc, 13-16. Cầu ngoài, 17-13. Do Quan Hào giao cầu, 14-17.
cầu đã le lưới sang phần sân của hai thành vật Đài Loan Trung Quốc và thêm một điểm nữa cho đội Hardianto và Hardianto. Lần này thì Lưu Chi Pin đã có một pha tấn công rất nhanh khiến cho hai thành vật Indonesia không kịp trở tay. Cầu rất mạnh của Harianto, Lưu Chi Pin đã không thể cứu được cầu. Hai thầy bạn Indonesia đã tiến đến điểm kết thúc ván đấu này. Cầu ngoài và đánh cầu không tốt của Lưu Chi Pin đã giúp cho đội Hardianto và Harianto kết thúc ván đấu đầu tiên với điểm số 21-15. Thành công của Hardianto 11-14. Tốt. Không như vậy là vừa rồi thì trọng tài biên đã xác định cầu rơi ra ngoài sân. Ngay sau đó thì Harianto đã đánh cầu không qua lưới. 12-15. Hai bên vẫn đang so kè với nhau rất quyết liệt. Thêm một điểm nữa cho đội vận động viên Đài Loan Trung Quốc. 13-16. Cầu ngoài. Cầu ngoài. Thêm một điểm nữa cho hai thầy vợ Indonesia. Các tay vợt Indonesia đang có những pha phập tấn công rất tốt. Họ đang liên tục có những tình huống dồn cầu vào một vị trí của hai tay vợt người Đài Loan Trung Quốc. Rồi sau đó thực hiện những cú đập cầu mang tính quyết định. Vừa rồi thì Lưu Chi Pin đã đánh cầu ra ngoài. 14-7. Giao cầu lỗi. Đổi cho cầu về cho đội LIAO Kuan Hao và Lưu Chi Pin. Pha đánh cầu không qua lưới của Harianto. 9-14. Và trả cầu không thành công. Thêm một điểm nữa cho hai thầy vợt Đài Loan Trung Quốc. 10-14. Và đập cầu không.
Lúc này đội thế đang bắt đầu thuộc về hai tay vợt Hardianto và Haryanto của Indonesia. Tình huống tấn công tình lưới rất nhanh của Haryanto. Cú các cầu cú cúp cầu của anh đã trúng vào người của Luchipin. Và đánh cầu hơi vội của Haryanto và anh đã thực hiện cú đánh trúng vào cảnh vật, cầu đi ra ngoài. Điểm cho đội Lưu Quang Hào và Lưu Chi Pin 7-9. Bảy sau tình huống đánh cầu ra ngoài vừa rồi của Luchipin. Phản cầu ra ngoài của Lưu Quang Hào 11-7. Nữa cho đội không như vậy là vừa rồi thì LIAO Kuan Hao và Lu Chipin đã không thể ghi thêm điểm khi mà LIAO Kuan Hao có một pha đánh cầu không qua lưới, điểm số được cơ bản 4-4. Cú đập cầu rất mạnh của Lu Chipin vào ngay khoảng trống giữa hai tay vợt Indonesia. Điểm cho đội vận động viên Đài Loan Trung Quốc 5-4. Điểm số đã được cân bằng rất nhanh. Và đánh cầu không qua lưới của LIAO Kuan Hao. Các tay vợt của Indonesia vừa rồi đã tập trung tấn công vào vị trí của Luchipin và họ đã ghi thêm một điểm nữa. Cầu ngoài đổi giao cầu về cho đội LIAO Kuan Hao và Luchipin. Điểm đầu tiên thuộc về các tay vợt đến từ Đài Loan Trung Quốc sau quả đập cầu không qua lưới của Haryanto. Thêm một điểm nữa cho đội LIAO Kuan Hao và Luchipin. Cú đập cầu rất mạnh của Hardianto. Điểm số được cơ bằng 2-2, rất nhanh chóng. Và bây giờ thì đội vận viên của Malaysia Hardianto và Haryanto đã vượt lên dẫn 3-2. 3-2. Cầu ngoài
điểm cho đôi vận động viên của Đài Loan Trung Quốc. 4-3.